Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với lại kênh cá cảnh của mình. Thì như các bạn biết, cái việc nuôi cá thì cá cảnh thì nó cũng khá là thú vị đấy, nó rất là thú vị ấy, được sở hữu những con cá đẹp, được xem chúng bơi lội rồi các kiểu đó, rất là vui, rất là thú vị. Nhưng bên cạnh mà cái bên cạnh cái vẻ đẹp của con cá thì cái sức khỏe của con cá nó quyết định cái vẻ đẹp của con cá rất là nhiều đó các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn biết cách nhận biết một số loại bệnh mà mình thường hay gặp ở cá bé màu. Thì đây, để mình cho các bạn xem. Ở đây thì có hai chú cá trống này, các bạn thấy không? Đấy, hai chú cá trống này là của mình, là hai chú cá khỏe mạnh. Để mình quay lại cho các bạn xem cho rõ hơn. Hôm nay thì mình sẽ ra mắt cho các bạn hai chú cá trống này. Một chú là Full Gold, một chú là Dumbo Red Tail. Bạn thấy cái đôi con Dumbo Red Tail mình tai bơi rất là đẹp không? Quay đuôi cũng rất là đẹp. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ lấy hình tượng của hai chú cá này và mình sẽ nói một số loại bệnh về cá bé màu cho các bạn nắm rõ hơn một xíu và cách nhận biết của bọn chúng. Thì cá bé màu nó cũng ít bệnh thôi các bạn, nó chỉ có một vài loại bệnh là có thể nói là chủ chốt thôi. Đấy, thì cái bệnh đầu tiên mà mình hay thường gặp là bệnh túm đuôi và lắc đầu của cá. Thì cái triệu chứng nó cũng các bạn sẽ thấy hiện rõ nhất là ở cá trống. Đấy, con cá cái đuôi nó sẽ bị túm lại, nó không có xòe như bình thường bao như vầy nữa, nó sẽ túm lại và nó bơi nó sẽ rất là lắc, nó ngoảy rất là nhiều, nó ngoảy cái thân nó rất là nhiều. Đấy, thì bệnh lắc đó nguyên nhân cũng có rất là nhiều nha các bạn, do độ pH của nước không phù hợp này, do nhiệt độ này, hoặc là do nấm này đó. Thì cái cách trị bệnh đó, thì các bạn có thể search ở trên mạng, có nhiều người thì sử dụng muối, có nhiều người sử dụng thuốc chuyên cho cá cảnh, có nhiều người sử dụng tetracycline. Đấy, cái bệnh thứ hai mà mình nói đến là bệnh thối vây, thối đuôi. Đây, các bạn thấy cái con Dumbo Red Tail không? Lúc trước nó bị bệnh thối đuôi đó bạn, các bạn thấy cái phần nửa phần trên cái đuôi của nó nay là nó đã lành hẳn rồi đấy, nhưng mà nó vẫn còn một cái dấu tì nhỏ ở cái đuôi, các bạn chú ý các bạn sẽ thấy đấy. Thì cái bệnh này cái triệu chứng của nó là cái rìa vùng đuôi và vùng vây nó sẽ bị sung huyết, rồi nó sẽ bị thối rữa từ từ đó. Nếu mà các bạn chăm chú, các bạn cưng bày cá cảnh của mình, ngày nào các bạn cũng ngắm cũng nhía bằng nó, thì các bạn sẽ thấy cái triệu chứng này nó cũng phát triển, cái bệnh phát triển cực kỳ nhanh nha bạn. Đó, bệnh phát triển cực kỳ nhanh, có thể nói là có thể ăn cục luôn cái phần vây và phần đuôi của con cá luôn ấy. Đấy, cách trị bệnh này thì cũng giống như tương tự như là bệnh lắc túm đuôi và lắc ở cá bé màu, thì cũng sử dụng muối này hoặc tetracycline hoặc thuốc chuyên dụng cho cá cảnh. Đấy, cái bệnh thứ ba là cái bệnh mà mình sợ nó nhất. Đấy, cái bệnh thứ ba này cái mức độ đáng sợ của nó cũng tầm cỡ như là cái bệnh thối vây thối đuôi này, nhưng mà thối vây thối đuôi này nó chỉ xuất hiện ở một cá thể là nhiều, nhưng mà cái bệnh thứ ba này nó xuất hiện ở một cá thể, sau đó sẽ là một bầy cá trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi. Thì cái bệnh thứ ba này mình nói đến là cái bệnh nấm trắng. Nấm trắng đó, cái bệnh sẽ xuất hiện ở vây đuôi, vây bơi của con cá, thì sẽ xuất hiện những cái đốm trắng trắng li ti như bị đóng muối, như bị các bạn mà đóng nó đổ một hồi muối vậy đó, nó giống như vậy đó, nó sẽ đóng li ti, sau đó nó sẽ ăn dần lên thân. Thì cái bệnh này cực kỳ khó trị và lây lan rất là nhanh. Những cái bệnh khác các bạn cần cách ly ra các bạn trị, nhưng mà cái bệnh này là các bạn không thể nào mà cách ly được đâu. Tại vì khi mà các bạn đã thấy nấm ở trên mình con cá rồi là bảo đảm cả nước này, bào tử nấm nó đã xuất hiện trong nước này,
đấy, nó đã dính lên những cái mình con cá khác, nó đã lây lan rất là nhiều rồi đó, cái bệnh cực kỳ khó trị đó, tỷ lệ chết của cá rất là cao. Thì cái phương pháp trị thì nó cũng tương tự những cái bệnh khác. Muối các bạn trị bằng muối này, các bạn trị bằng cây tra này, các bạn trị bằng thuốc chuyên dụng đó. Cái bệnh thứ tư là cái bệnh mà gây chết cho cá một cách rất là nhanh, trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Thì khi từ khi phát bệnh mà phát hiện bệnh mà cho tới khi cá chết thì trong vòng chỉ trong một tiếng, tầm một tiếng đồng hồ thôi chứ không có nữa. Đó là một cái bệnh nấm mang, nấm mang cá. Thì cái nấm này nó sẽ xuất hiện ở trong mang con cá, các bạn không thấy được đâu. Đấy, khi mà các bạn phát hiện thì cá nó bơi lờ đờ và nó chết rồi. Bơi lờ đờ và chuẩn bị chết, không có mà khi mà nó bơi lờ đờ rồi là rất là khó, có thể nói là xác suất sống của nó rất là thấp. Xác suất sống rất là thấp nha các bạn. Đó, thường thường người ta sẽ trị cái bệnh này bằng một cái loại là methylene. Đó, để sát khuẩn. Thì cái con cá chết đa số là do ăn không được này, nấm nó mọc ở mang này, mọc ở miệng này, ăn không được, thở không được và chết. Đó, triệu chứng thì con cá chết lúc nào cũng hoa hồng. Con cá các bạn chết, nó bơi lờ đờ trên nước và lúc nào nó cũng hoa hồng, nó không khép cái miệng lại được. Đó, nó thở ở trên mặt nước ấy, nhưng mà lúc nào nó cũng hoa miệng, nó không khép cái miệng lại được, cái miệng nó đơ cứng nhắc luôn. Đó, đó là cũng là đây là cũng là một loại bệnh nguy hiểm. Và mình đã đem đến các bạn bốn loại bệnh rồi. Còn một cái loại này hô bệnh thì cũng không phải là bệnh, nhưng mà nó lại là một cái dạng như ký sinh trùng. Cá của mình nó sẽ bị ký sinh trùng bám ở phần bụng, ở phần lưng. Đấy, các bạn biết như người ta thì cũng bị ký sinh trùng như sên lải này, chó thì bị de này, cá thì nó cũng bị sên các kiểu, rồi ký sinh trùng nó bám để nó hút máu. Thì triệu chứng thì các bạn nhìn thấy có thể nói là gì? Vật thể lạ trên thân cá, hoặc là các bạn thấy con cá của bạn ăn nhiều, rất là háo ăn nhưng mà vẫn ốm, không có tròn tròn mập mập được. Đó, đó là triệu chứng của bệnh ký sinh trùng. Ký sinh trùng thì nó cũng dễ trị chứ nó không khó, các bạn có thể sợ trên mạng rất là nhiều phương thức để trị bệnh cho cá. Đấy, còn cái bệnh mình xin được thêm một số chi tiết nhỏ ở cái bệnh mà thối vây thối đuôi. Thì các bạn có thể cái đuôi của con cá nó có thể bị lủng một lỗ nhỏ như lỗ kim nha các bạn, hoặc là vây cũng có thể bị lủng một lỗ nhỏ như lỗ kim. Thì các bạn thấy như vậy rồi các bạn bắt đầu điều trị nó, cái phần lỗ thủng nó sẽ ăn ra rất là nhanh, trong vòng một ngày thôi thì nó sẽ ăn mất một nửa cái vây luôn đó các bạn, chứ không phải chơi đâu. Các bạn phải khắc phục ngay và liền. Đây, các bạn thấy con đùm bơ đó theo này, cái phần trên có đuôi không? Nó có một cái tì nhỏ. Lúc trước nó đã bị thối vây, mình nhốt riêng, mình nuôi nó, mình giữ nó cũng đã đời luôn đó các bạn. Đó, rớt ra nuôi đã đời luôn, chứ không phải gì hơi hơi về đâu, cũng dưỡng cũng cả tuần lễ mà con cá nó mới đứng cái bệnh, chừng cái bệnh rồi nó mới là bắt đầu là liền đuôi. Thì lúc đó mình trị bệnh bằng cây tra kết hợp với lại muối hột đó. Mình sợ nhất ở trong đây chỉ là cái bệnh đốm trắng thôi, đốm trắng nó lây quá nhanh đó. Đó là mình cực kỳ sợ cái bệnh đó. Còn cái bệnh túm đuôi và lắc thì thường thường là do điều kiện nước, do điều kiện nhiệt độ này, hoặc là do nấm. Nhưng mà cái hậu kỳ của cái bệnh lắc, túm lắc phải là nấm. Đó, thành ra con đường nào cũng dẫn tới là mà nấm, túm lắc là tiền đề thôi. Các bạn thấy triệu chứng các bạn phát hiện kịp, phát hiện trị kịp thì nó sẽ không dẫn đến nấm. Đấy, nếu là cái nguyên nhân lắc do nấm thì các bạn có thể trị hết được. Còn nếu mà các bạn trị không hết, kéo dài thêm thì nó sẽ chuyển sang nấm.
khi mà lọt vô nấm rồi thì rất là căng. Đó là năm loại bệnh mình đã đưa ra rồi. Tổng cộng các bé màu đã tới còn hai loại bệnh, mình nhớ hình như còn hai loại bệnh nữa. Còn hai loại bệnh nữa mà mình không nhớ là cái loại gì. À, có rồi. Là một cái loại mà các bạn thường hay thấy là bệnh đường ruột. Đó, con cá nó sẽ tóp rọt luôn. Con cá nó không có no, nó không có ấy. Nó như hình một cái gì? Giọt nước nha. Mình nôm na nó như một cái giọt nước. Tại vì con cá nó ốm nhách luôn. Nó ốm nhách mà nó là bơi, nó quẩy như là một cái con lăng quăng vậy. Đó, cái bệnh này thì là một cái bệnh liên quan về hệ tiêu hóa của cá. Thì triệu chứng thì cá nó ít ăn nha các bạn. Ăn ít. Cá nó ăn ít do cái hệ tiêu hóa của nó xảy ra vấn đề. Đó. Cái thứ hai là con cá nó càng ngày càng ốm và chết. Đó, các bạn có thể phát hiện cái bệnh này rõ rệt nhất, cái triệu chứng này rõ rệt nhất là ở trên cá mái. Tại vì các bạn sẽ thấy là một người phụ nữ có hình dáng của một người đàn ông. Đó, nó không có bụng, nó không có gì hết, nó tóp rợp vậy đấy. Chỉ thấy cái đầu to vậy thôi. Là 6 loại bệnh. Để mình nhớ coi còn một loại nữa. Một loại này stress. Đây là cái loại bệnh cuối cùng và cái loại bệnh mà các bạn cũng rất là hay thường gặp. Đó. Cái loại bệnh này nó sẽ xuất hiện khi mà các bạn chuyển môi trường sống của cá đột ngột. Các bạn có thể nói là làm cho con cá ánh sáng nhiều quá thì nó cũng có thể làm cho con cá bị stress. Đó, cái stress này thì nó có triệu chứng tùy theo con cá mà nó sẽ có cái triệu chứng khác nhau. Cái thứ nhất là nó lờ đờ trên nước, bỏ ăn. Cái thứ hai, cái triệu chứng thứ hai mà thường hay gặp là nó sẽ nhảy ra khỏi mặt nước. Cái triệu chứng thứ ba là nó sẽ tăng động, bơi không ngừng và tung vô thành hồ không ngừng. Đấy, thì ba cái này là mình thường gặp nhất của cái bệnh stress. Thì các bạn có thể search ở trên mạng một số cái phương thức trị bệnh. Thì tất cả các loại bệnh, 7 loại bệnh đều xoay quanh với một cái phương thức chung là tetra, muối và thuốc chuyên dụng cho cá cảnh, nhiệt độ, ánh sáng. Năm cái yếu tố này các bạn có thể áp dụng cho trị bệnh cá của mình, gói gọn trong 5 cái yếu tố đó thôi. Đó, thì hôm nay mình cái video này của mình xin được phép kết thúc ở đây. Mình đã chia sẻ với các bạn cách nhận biết 7 loại bệnh cơ bản nhất của cá bể màu. Thì hy vọng các bạn sẽ thành công và có một đàn cá khỏe mạnh. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.